chỗ đỗ xe, để xe vạ vật, để xe vật vạ vật. Ngày hôm trộm nào cũng để ý mình, không múc xe mình ra lạnh. Dù các kia anh thuê cửa hàng à? Đâu à, cổng chợ ấy. Ngoài cổng chợ à? Đây có chỗ ngồi. Có chỗ ngồi à? Đã mở hàng nha chưa thuốc. Đề này của ông nào không biết. Hưng à? Của ông Hưng này, của chú đấy. Bạn của chú à? Của chú hay của ông, của chú hay của ông Hưng đấy. Lâm Bồ, Lâm Bồ. Cái Lâm Bồ. Rồi gọi nó học là một đề trắng được. Sáng sớm cứ các bác cứ đi đâu ấy. Mai đẹp gớm. À, mai đẹp ghê. Cái đề thì đề ra chơi gì? Chắc phải 2 triệu nhỉ, to này rồi. Bàn lên rồi không để ra từ khoảng để xe cái chân chỗ kia là khoảng đấy lấp khoảng có cả kéo dài này này à, mấy chú cho chú vào không có bón biết không quên nhau mời đây đây được phân đắc đi phân dê vào đây vài như này là bao điểm cây cần cổ thụ như này các bạn đây ví dụ như cây này hay này 800 cây to đấy 800.000 cây này ba tầng hay treo đấy đẹp đấy, anh em nào biết là cứ ra đây mua rẻ lắm. Và quay để mọi người lại có thích thì gọi chú. Đây là cái khu vực bonsai giá rẻ mà cho anh em mới chơi mà. Đây sang đây chỗ khác rồi. Gân tu hú của hôm trước. Đây ra đấy không ạ? Tùng La Hán đẹp nhỉ. Cái dành dành là nhiều tiền chú? Cái dành dành 350. Bỏ qua. Đẹp nhỉ. Đấy.
đây này. Đó. Xem được không? Xem được. Nét. Yên vui. Có được tính nhất là từ đông quá. Đúng chưa? Đến đây là tổng mông ở đây là bị xe đâm vào mông này. Ở đây. Thế nào đi đây? To này. Ai à? Đằng kia cuối, ra đây cuối tuần qua anh nhá. Cuối tuần hôm qua. À, bên kia. Đâu nay mang cái gì đi? Con này của anh là bao tiền đấy? Rét lắm à? Thằng đét. Không biết bao nhiêu cho vừa. Khoảng bao nhiêu tiền thì khoảng tính bằng cân hay là tính bằng gì? Kinh. Đây này, này. Đây. À, cái kia chữ dưới xanh cái chữ dưới cây nhỏ nhỏ vừa nghe thấy đấy có giá khách quan luôn khách hỏi tiền tiền nhỏ nhỏ đây à mấy cái này cũng của anh à. Cái này là cái gì mà nhìn ra buồn cười nhỉ? Cũng ra gì? À, chờ nào, nhìn cái như... Cũng ra gì? Cũng ra gì? Máy có giá chứ nhỉ? Nhìn thích nhỉ? Ngày xưa đây đang mốt tán tầng tá này cây này để các bác bàn luận nữa. Đấy, đúng rồi, anh. 25 triệu. Đấy. 25 triệu. Cái cây hôm trước 25 triệu, cái sự quê biết tổ của bác nào nhỉ? Không nhớ. Cây đẹp của anh đây à? Ừ. Hôm trước mà có cây xanh quê mà bảo 25 triệu đây là của bác nào đấy? Của anh à? À, bán chưa anh? À, được.
đồng chí thích mà không biết quên không có số. Tiếc không? Bên này có quà. Hai tiếc. Đọc cho em số của anh nhiều hơn. Chiếc bên lộn. 5 năm. 5 năm 2 trái thôi. Đây là cái lộn. Thực tế là mình nhìn nó nhỏ trong này là thế. Trước mắt mình là nhìn là đẹp nhất. À đây. Rồi đây. Alo. Ờ à, đang ra rồi. Yeah. Rồi rồi. Đấy. Tuyệt vời. 25 đồng. Cây này bao tiền bác ơi? Chả biết. Bao tiền cây này đấy bác? Anh đây để đây à? Ừ. Bán hết rồi, còn một cái phôi bán ninh tinh bán hết rồi, còn một cái bán được hơn trăm á. Bán 5-6 cái phôi. Bán trực tiếp nhỉ. Phôi nhỏ, phôi đẹp mà người mua. Chỗ đấy này ra bay hết chả thấy cái gì. Bán hết rồi, ông nhạn đi vừa về khách mà. Cây này của bác nào đây, bao nhiêu tiền đấy ạ? Anh Lợn. Cây này thì, cây này, cây này thì bao tiền? Cái lúc ấy đồng 45 triệu. Đấy, để lại cái lá cho xem. Quê. Già thì được biết được. Cái này mà quay bên này em lấy nó rồi. Này quay bên này em lấy nó rồi. Thế trước em mà cái này em biết của ai không? Em nào? Trên đấy ạ. Của Hải Đại Đồng. Của anh Hải Đại Đồng. À. Cái này ngày trước mà nó quay về đằng này thì em múc rồi. Thế bây giờ cắt chỗ này đi. Không có đồ xoay, không gắn keo vào. Đúng rồi, được đấy. Thế thì có củ. 45 triệu. Để cho chú rẻ năm ngoái, nó giả mua năm ngoái mà giả 5 triệu mà không bán đấy. Chú mua dưới. Bán cuối đường dưới. Chú để cho ạ. Đấy. Sang chỗ này đông vui tí. Đồng quá, đồng tỷ đồng. Tuyệt vời cây đấy. Thất chúng ta nó giả quân 1 triệu 2 cũng bán ra một giả chứ. Bây giờ một tử thất chúng ta đây này nó giả 1 triệu 2 này. Thế em làm con cho anh bán đâu ấy. 1 triệu 2 mà chưa bán đâu. Bán được không? Cái chủng là Hán chứ là 1 triệu 2 chưa bán. Cây nguyệt quế khá đẹp, chắc tầm đấy tiền thôi. Chúng ta thì không phải chờ nhau, chúng ta không được. Đây thì cho bác cái đàn em bán hàng mình cứ xem vào nó được.